Xin chào, lại là Trường và Mark One đây. Hôm nay sẽ là một video rất khác. Một video không nói về tip trick này, không nói về top máy này, không nói về mẹo sử dụng MacBook. Ngày hôm nay sẽ nói về một tựa game đã gọi là quốc dân trong suốt một thập kỷ ở Việt Nam, đó là Liên Minh Huyền Thoại. Tại sao hôm nay lại nói về game này? Rõ ràng rồi, anh em nào chơi LOL thì cũng biết hôm nay là ngày 6 tháng 1 2023, là ngày mà Riot Games sẽ là đơn vị phát hành game và thông qua VNG để đưa Liên Minh Huyền Thoại đến Việt Nam. Chúng ta sẽ tạm biệt Garena, và thời điểm này Riot sẽ là bên quản lý và sẽ đưa ra những cái thông tin này, những cái bản cập nhật này, những cái gì tốt nhất, sớm nhất cho anh em ở Việt Nam. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không bắt đầu ngay vào video và trải nghiệm xem MacBook có chơi được Liên Minh chính thức tốt hay không. Một số anh em có thể thắc mắc, đó là ngày trước có thể chơi ở trên Bootcamp này, có thể chơi được trên Parallel này, nhưng bây giờ chúng ta có thể chơi được trực tiếp trên macOS, tức là chúng ta có thể khai thác toàn bộ tài nguyên của game, thì cái hiệu năng của máy nó sẽ tốt hơn, nhân đồ họa này rồi nhân CPU nó sẽ cải thiện được, nó sẽ chơi được và bung hết hiệu năng cho anh em. Còn nếu anh em muốn nâng đời lên những chiếc máy cao hơn để chơi được Liên Minh chẳng hạn, thì ở Mac One đang có sẵn rất nhiều các sản phẩm từ các đời Intel đến những cái con chip M1 để cho anh em tham khảo nhé. Ok, để làm nhanh video cho mọi người, mình sẽ chơi luôn một trận ARAM nhé. Mình nghĩ là đối với cái trải nghiệm trên con MacBook này thì cũng không khác gì so với các cái máy Windows mà mọi người đang chơi đâu. Bởi vì cơ bản là cái máy này, cấu hình mình sẽ đọc qua một chút này. Đây sẽ là chiếc MacBook Pro 2021 bản 16 inch. Chip thì sẽ là M1 Pro, 16GB RAM và 512 SSD. Cái nhân đồ họa con này tương đối cao nên là đối với Liên Minh mình nghĩ là sẽ chơi được. Mình sẽ cố gắng để max setting để cho mọi người xem về cái trải nghiệm chơi như thế nào nhé. Thật ra là cũng khá là lâu rồi mình mới quay lại với Liên Minh đấy. Cơ bản thì ngày trước mình có chơi ở trên giả lập, nhưng mà chơi cái hồi đấy thì chơi bằng giả lập nó không ổn lắm. Mà nếu mà để ra nét mà chơi Liên Minh thì hơi mất thời gian, các bạn cũng hơi bận nên là bỏ game hơi lâu. Nhưng mà được cái nghe tin Riot thu hồi LOL về thì cũng phải vào trải nghiệm cho mọi người ngay chứ, đúng không? Ok, 3, 2, 1, vào trận thôi. Hiện tại mức nhiệt độ đang lên khoảng 55 độ C. Lúc ban nãy trước khi vào game thì nó khoảng 50, nó chỉ chênh thêm khoảng vài ba độ nữa, cũng ổn. Mức pin mà nãy mình quên chưa nói mọi người, mức pin thì nó sẽ vào khoảng 62% lúc nãy. Nó đã tụt mất 2% rồi đấy. Vào trận thôi. Giờ lên trước cho nó cái gì được nhỉ? Lâu lắm rồi không chơi. Đây đi. Ok. Lên luôn những cái gì nữa. Hiện tại mức độ FPS ở đây đang cho ra là khoảng 124-125. Độ tụt thì cũng không nhiều lắm, vẫn ở trên mức trên 100. Nhiệt độ thì chưa tăng nhiều, để mình chỉnh thêm cái đồ họa đã nhá. Đồ họa thì xem nào. Cho ảnh nó mắc rồi. Đây, hiện tại mình đang để mắc gần hết rồi đây. Mắc hết rồi đấy, mắc setting rồi đấy, chơi được. Xem nó có lag liếc thì không thì chỉnh sau. Hiện tại thì để mức max setting nó đã xuống đến dưới 100 rồi. Cụ thể là 92, 95, thay đổi liên tục. Nói chung nếu mà mọi người muốn trải nghiệm được tốt nhất ở trên cái máy này, tức là vừa max setting vừa 120Hz thì hiện tại có lẽ là chưa ổn lắm. Nhưng mà đối với Liên Minh thì cũng không phải là một cái tựa game nào mà nó quá cần về một cái tốc độ làm mới màn hình cao như là các cái game bắn súng như kiểu là CSGO này hay là đột kích này. Nó cũng không cần quá là nhiều về cái FPS, nên là chơi trải nghiệm về màu sắc này nó rất chân thực là đầu tiên. Cái thứ hai là độ mượt mà nó là ổn. Mặc dù là mình đã cố gắng mang cái chiếc màn hình 120Hz lên để chơi, nhưng mà cái kết quả mang lại thì nó cũng không xứng đáng với cả cái màn hình này lắm. Thôi không sao, chơi thì vẫn ổn.
Mỗi tội người chơi hơi gà một tí. Nếu mà mọi người muốn cái FPS nó cao thì cứ để xuống low setting hoặc là cầu in thấp nhất luôn. Cầu bát. Nó băng cả trụ nó chơi mình bạn ơi. Nhiệt độ rồi. Đối với nhiệt độ đo thì mình chưa mở ra được, đang có bát. Nhưng mà đối với cái trải nghiệm thực tế ở trên phần kê tay, phần trackpad và các cái phần bàn phím xung quanh thì chưa thấy hiện tượng nóng. Đấy rồi, đổi mạng luôn. Từ từ nhá, từ nhiên thế nhá. Đấy, ăn luôn, ăn, ui. Được ghê. Này thành Master G đi support rồi. Không được rồi. Nhiệt độ hiện tại lên khoảng 70 độ này, 68 đến 72 độ, tức là trung bình khoảng 70 độ đi. Ở CPU thì sau khoảng gần 10 phút chơi nó lên được là 70 độ, tức là vẫn là một cái nhiệt độ mát mẻ trên một chiếc laptop, chơi vẫn ổn và nó cũng chưa xảy ra hiện tượng nóng gì cả. Một cái trải nghiệm so với ngày xưa, nếu mà những người nào mà chơi giả lập qua Parallel ấy hoặc là cài bootcam vào trong máy thì đây sẽ là một cái trải nghiệm tuyệt vời, khác hẳn so với cả những cái gì các bạn đã chơi ở trên Parallel. Cái này mình dám khẳng định luôn, bởi vì trước đây mình chơi trên Parallel mà. Chính từ cái thời điểm này mình chơi thì mình chắc chắn là có thể là mình sẽ quay lại với Liên Minh sau một thời gian rất là dài. Vậy là sau khoảng 14 phút thì mình chơi chưa có hiện tượng lag ở bất kỳ một cái giai đoạn nào, kể cả vào combat luôn. Tuy nhiên thì lâu không vào mình không nhớ là chỉnh chuột ở đâu. Mặc dù đã cố gắng chỉnh nhưng mà nó vẫn bé mọi người ạ. Nên là mình hơi fit một tí thôi, chứ còn chơi thì vẫn được. Mong là anh em nào xem video mà hôm nay chơi với mình trận này thì có thể bỏ qua cho mình nhá. Đẩy đến gần nhà này thì hơi khó. Nhưng mà thôi, tầm 15 phút trải nghiệm này chắc là ổn. FPS đã xuống dưới 60 rồi. Đã có giai đoạn xuống dưới 60 và đang loanh quanh khoảng 60 FPS. Để xem nhiệt độ xem thế nào này. Mình cũng vẫn chưa thấy nóng đâu, nhưng mà cứ xem nhiệt độ lại phát cho nó chuẩn nhá. Nhiệt độ là 63 độ, tức là đã tụt xuống khoảng 10 độ so với ban nãy là 70. Tức là khi mà chạy bù cho cái việc là FPS không được cao thì cái nhiệt độ chúng ta luôn luôn được giữ ổn định. Tức là cái hiệu năng của con chip Pro M1 Pro này nó rất là tốt khi mà nó xử lý cho cả công việc đồ họa lẫn cả việc chơi game. Vậy là sau khoảng 17 phút trải nghiệm, nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 60 độ này. Đồng đội cũng khen mình rất là nhiều, nên là thôi chắc là mong đối thủ đẩy luôn trụ đi. Trải nghiệm đấy là đủ rồi. Thì chúng ta đã kết thúc trận game với tỷ số là rất cân bằng, 42-24. Khi mới bắt đầu vào trận và trước khi vào trận thì mức pin này, mức nhiệt độ, mức FPS đều rất cao. Nó đều đáp ứng được cho chúng ta khoảng 120Hz này. Nhiệt độ tốt khoảng 46-47-50 độ. Sau khoảng 2-3 phút nhiệt độ bắt đầu có điểm tăng lên, lên đến khoảng 70 độ C, FPS loanh quanh từ 70-90. Giữa trận, kể cả về nhiệt độ, FPS, pin đều ổn định và dao động không nhiều. Nhiệt độ sẽ vào khoảng 60 độ, FPS dao động từ 70, có lúc xuống 60 nhưng chỉ là một khoảng ngắn thôi, vẫn sẽ ổn định khoảng mức 70 FPS và pin thời điểm này cũng tụt không nhiều. Nhưng mà pin là một điểm mà mình cần lưu ý cho mọi người. Mức pin mình so trong cả trận nhé, chơi trong khoảng 18 phút mà tụt 11% thì cũng tương đối nhiều đấy. Nên là nếu anh em chơi ở trên MacBook nên cắm sạc vào. Nói tóm lại thì MacBook vẫn là một chiếc máy làm việc chuyên nghiệp. Theo mình đánh giá nó sẽ phục vụ cho công việc tốt này, làm chuyên nghiệp ok này. Nhưng nếu mà so về game, để so với những chiếc máy gaming có cùng tầm giá hoặc là những chiếc máy gaming chuyên để chơi game thì MacBook kể cả 14 đến 16 inch vẫn chưa thể so được với những chiếc máy đó. Có chăng thì nó vẫn sẽ đè bẹp được ở cái khoản là ổn định trong hiệu năng, ổn định trong nhiệt độ, mà có thể là máy gaming cũng chưa làm được đâu. Bởi vì máy gaming nếu mà muốn FPS cao này, hiệu năng tốt này thì phải đẩy nhiệt độ lên, đẩy quạt lên. Nhưng mà cái chiếc MacBook này thì chưa cần quạt, nhiệt độ đã mát rồi. Nên là mình nghĩ về sau Riot hay là Apple có các cái bản cải tiến cho Liên Minh này, hay là các bản cải tiến cho các hệ điều hành đời sau của macOS, thì mình nghĩ là game nó sẽ tốt hơn nhiều và sẽ được tối ưu tốt hơn ở trên MacBook. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Và nếu thấy video này hay, để lại một like, một đăng ký kênh cho Mac One. Và anh em đang sử dụng MacBook nào?
anh em có chơi Liên Minh trong ngày hôm nay không ở trên MacBook thì hãy để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.